thấy cái phòng vệ sinh của ở sân bay của Nhật nè, nhìn thích gì đâu á, nó sạch ơi là sạch luôn. Nhìn Noel đi ra để đi vệ sinh mà hả, nhìn cái phòng nó sạch ơi là sạch. Ở mấy cái khu vực này nè, mình lúc mà mình quá cảnh nó lại lâu á, mấy cái phòng vệ sinh nó sạch sẽ. Nếu mà mình đi vệ sinh thì mình có cái chỗ để cho em bé nữa nè, mình không có phải bồng. Nó có nhiều chức năng lắm. Mấy cái chức năng này á, mình có thể làm nhạc khi mình đi vệ sinh, rồi mình có thể vệ sinh rửa. Nó có rất nhiều các chức năng. Mình nếu mình ngại mà mình đi vệ sinh mà mình sợ mà có tiếng tiếng ồn hay như thế nào mình ngại, thì mình có thể là có nhạc nữa, có cái Nè tiếng nói mà để cho vô nó đây mà không nói cho nghe nè, nó lấn át nằm ở đi đây. cái tiếng vệ sinh của mình. Nói chung là nó có rất nhiều chức năng. Ngoài ra ở bên ngoài nè, nó rất là sạch, nó thơm và rộng nữa. Nó nhìn xung quanh nó rất là rộng và nó chia từng khu. Ở mỗi cái khu vực thì nó có riêng biệt, ví dụ dành cho người một mình hoặc là dành cho người mẹ đi, rồi có chỗ rửa tay cho em bé. Và đây là có cái khu vực mà để thay tã cho bé đồ nữa. Mình không có sợ là không có nước để pha sữa. Ở trong một cái khu vực gần bên hướng mà đi vệ sinh thì cũng có cái khu vực để dành cho mình ngồi để mình cho bé ti nè. Rồi ngoài ra ở ngoài nè, mình có thể mình có nước để mình pha sữa, rồi có cái dụng cụ để mình lấy nước sôi nữa. Đây, mình có dụng cụ để mình rửa, bình sữa, pha sữa, rồi có khăn để cầm. Này, mình sẽ xúc bình sữa rồi mình sẽ pha sữa cho bé tại đó. Tại mình nếu mà mình quá cảnh lại lâu quá thì mình phải cần có những cái như pha sữa cho bé rồi vệ sinh bình sữa. Mà đây là có nguyên một cái phòng dành riêng để cho pha sữa, rồi ở bên trong có dành riêng cho bé để bé ngồi, để ví dụ mình cho ti ti bình thì mình có thể ti ở ngoài. Đây là cái để mình rửa bình sữa nè. Còn nếu mà ti mẹ thì ở bên trong nó có một cái phòng riêng nữa, mình ngồi mình cho bé ti. Đó, đây là khu vực dành để chăm sóc cho bé nè.